Nhiều năm qua, các hộ dân sống tại con hẻm 205 sẹt 20, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc khi phải sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm từ hai cơ sở sản xuất mộc và cơ sở gia công nhôm kính. Cuối năm 2013, ông Phụng thuê căn nhà số 74 sẹt 20 sẹt 205 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân mở xưởng mộc để sản xuất kinh doanh. Cùng sản xuất kinh doanh khu vực này, ông Bình cũng thuê căn nhà số 76 sẹt 20 sẹt 205 để mở xưởng gia công nhôm kính. Từ lúc hai cơ sở này hoạt động, môi trường khu dân cư bị ô nhiễm bởi không khí bụi bẩn và tiếng ồn. Tình trạng ô nhiễm này ngày càng nghiêm trọng, khiến cho các hộ dân sống nơi đây vô cùng bức xúc. Không chịu được cảnh phải sống chung với môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt, các hộ dân đã gửi đơn đến tổ dân phố khu 5 và Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa yêu cầu can thiệp, xử lý tình trạng ô nhiễm do hai cơ sở này gây ra. Tuy nhiên, vụ việc chưa được chính quyền địa phương giải quyết. Quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng do hai cơ sở sản xuất gây ra, cũng như việc chờ đợi chính quyền địa phương xử lý quá lâu. Ngày 4 tháng 1 vừa qua, các hộ dân tiếp tục gửi đơn yêu cầu đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình Pháp Luật, tại con hẻm vừa nêu có sự tồn tại của hai xưởng sản xuất mộc và nhôm kính. Tuy nhiên, thời điểm này chỉ có xưởng mộc của ông Phạm Hồng Phụng đang hoạt động, còn xưởng nhôm kính của ông Bình tạm đóng cửa. Hiện trạng cho thấy, cơ sở mộc lấn chiếm lòng đường và gây ô nhiễm môi trường do tiếng ồn, bụi bẩn của việc cưa cắt vật liệu. Trong hẻm khu phố là rất là bức xúc cái chuyện mà của anh Phụng thuê cái xưởng để làm mộc, ảnh hưởng tới cái sinh hoạt chung. Đó là bụi bặm, tiếng ồn và chiếm đâu đi. Khi phóng viên truyền hình Pháp Luật đến liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để làm rõ sự việc, nhưng không được gặp vì lý do lãnh đạo đi họp, phóng viên tiếp tục lên Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân. Ông Phan Thanh Phong, Phó Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bình Tân cho rằng chính quyền địa phương chưa nhận được các đơn khiếu nại của hộ dân, đồng thời sẽ xác minh sự việc và thông tin lại cho truyền hình Pháp Luật. Đến ngày 6 tháng 1 năm 2017, phóng viên truyền hình Pháp Luật tiếp tục liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa và ông Lê Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã trực tiếp làm việc với chúng tôi. Tiếp nhận thông tin của báo pháp luật, thì qua đó Ủy ban phường cũng có cử cán bộ để xuống kiểm tra và soát lại hiện trạng thực tế. Tại vị trí của cái hẻm thì có cái cơ sở mộc, chủ thì cũng chưa có xuất trình được các giấy phép liên quan. Thì bên cạnh đó thì ban phường cũng đã lập cái biên bản đề nghị tạm ngưng hoạt động, và trong cái thời gian bổ sung các giấy tờ pháp lý liên quan thì cũng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Còn lại cái trường hợp cơ sở cư kiến thì hiện nay qua cái kiểm tra kiểm soát thì cơ sở không có hoạt động, thì do đó ban phường cũng có đề nghị là khu phố tiếp tục rà soát nếu cơ sở có tiếp tục hoạt động hoặc là trong cái quá trình hoạt động có gây ô nhiễm môi trường thì Ủy ban phường cũng sẽ có cái biện pháp xử lý theo quy định. Ông Hiếu cũng cho biết thêm, xưởng mộc của ông Phụng sẽ di dời đến khu vực khác vào tháng 3 năm 2017. Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào mà hai xưởng sản xuất hoạt động không phép khi ô nhiễm môi trường trong khu dân cư tồn tại trong một thời gian dài mà chính quyền địa phương nơi đây không biết, trong khi người dân nơi đây thì bức xúc, cầu cứu khắp nơi. Hiện nay, các hộ dân sống tại con hẻm 205/20 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý và nhanh chóng di dời hai xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường, trả lại cuộc sống yên bình và môi trường trong sạch cho khu dân cư. Truyền hình Pháp Luật sẽ theo sát diễn biến vụ việc để kịp thời phản ánh đến khán giả trong kỳ tiếp theo.